Hello guys, today I have some exercise for you. Hôm nay cô sẽ có một số bài tập dành cho các con. Exercise 1, mixing the letters. Bài tập này các con sẽ viết những chữ cái thích hợp vào chỗ trống để có từ đúng. Example number 1. Can you guess what word is it? Theo các con đoán từ này sẽ là từ gì nè? Is a chair good? C-H. A-I-R. Is a chair. Tương tự những từ còn lại, các con sẽ điền những từ thích hợp vào chỗ trống. Các con làm 4 từ còn lại vào vở cho cô nhé. Bài tập số 2, exercise 2, workbook, page 16. Bài tập số 2 các con sẽ làm trong sách workbook, trang số 16. Look and trace. Bài này các con sẽ đồ theo những từ gạch nối từ điểm đầu cho đến điểm cuối. Các con sẽ có hình ảnh đây là pencil. Chúc các con có buổi học vui vẻ. Các con nhớ làm bài tập đầy đủ cho cô nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại các con vào bài học tiếp theo. See you soon.